Vâng, mình chào quý anh chị, ok, trên mọi miền Tổ quốc nha. Nay Long chia sẻ một cuốn video tại vườn của anh Huy Trung ở Cái Lầy Tiền Giang gì ạ. Đây là cái khu vườn vườn cũ. Trước đây anh Huy Trung có chia sẻ một lần rồi, Long có chia sẻ với quý anh chị rồi. Hôm nay quý anh chị mình sẽ ngắm lại rất là nhiều mặt cây mới nhập về tại nhà vườn đó. Thì quý anh chị mình chúng ta cùng đi giao lưu ngắm cây tại nhà vườn anh Huy Trung ha. Để em chào anh Trung ha. Chào anh Long. Hôm nay cũng chào mấy anh em trên mọi miền đất nước, trên mọi miền trên Tổ quốc. Hôm nay Long anh có dịp đi về ghé đây nhờ anh quay dùng cái clip để anh em ngắm nhìn và chiêm ngưỡng cây của tại vườn tôi nha. Anh em mọi anh em ngắm nhìn. Dạ. Đây mấy cái lá hạn ghép kim cương anh Trung ha. Lá hạn ghép kim cương á. Ừ, nhưng mà cái này cái lợn đó quý vị. Cái này cái lợn lắm nha. Cái này xe lớn. Con này có bộ đệ khá độc đáo anh Trung ha. Hơi lạ lạ, hơi quái quái. Này. Bộ đệ để tung giống kiểu đệ sánh xí á. Nó lắng quắng như thế này. Dạ. Con này cũng to, con này phải 8-90 phân ạ. Nếu đó thì em nhỏ này cũng phải 8-90 phân rồi. 80 phân. Cái này mình ghép lâu lắm rồi anh Trung ha. Ghép tầm 6 năm anh. 6 năm như vậy á. Anh Trung nuôi tốt đấy. Đấy. Tầm cỡ đó thôi. À, 6 năm rồi đọc như vậy là to lắm. Nhiều khi anh em họ nói ghép 10 năm, mười mấy năm, chứ cái phong trào ghép này nằm tầm khoảng 6 năm đổ lại đây thôi, chứ không có đâu. Nhiều khi ta nói 10 năm, mười mấy năm, chứ cái phong trào ghép này hôm nay khoảng chừng 6 năm đổ lại đây thôi, chứ không có hơn đâu. Dạ. Cái này mình đang còn thả cho mình bẻ ra cái phóm tàng mình tít hết rồi anh Trung hả? Ờ, cái này tay còn thả lên chứ đúng là phải cắt như thế này hết, rồi thả ra cho nó lớn cành chút xíu. Dạ. Mình thả cho nó nhánh lớn cân đó. À. Quá trời đấy. Mày cái bên này thì dạng tung này thì mình làm trang trí thả đôi đồ ha. Đúng rồi, trang trí cây này gọi là cây tứ diện của theo cái lối phơm của miền Nam nè. Dạ. Tứ diện. Cái này thì nhiều. Còn mày cái ở trong kia mày cái tung lớn hay? Mày có tung lớn không? Cái tung này có cây này lớn nè anh Long. Đây. Đây trong này có cái lớn lắm quý vị ơi. Cái này vành vành mét rưỡi nè, mét rưỡi mét sáu đây. Đây. Mét rưỡi mét sáu anh. Chân đế nè, thấy không? Ghê ha. Đây, form tang ở trên là sống hết rồi này. Con này to lắm, con này đường xá mà nhìn mới tổng thể mới hết được. Pin điện con này ví dụ giống có một cái đôi nào lớn anh Trung ha. Đúng rồi. Có nguyên cái đồi lớn đó. Trồng lên ở giữa đồi rồi trồng thêm một số cây nhỏ nữa. Mét rưỡi hoành như đâu ý đâu. Đây. Đây. Đó ở cái trên cổ rễ là mét rưỡi đó. À, còn đây thấy không? Kết lên khoảng 20 cm hả? Ờ, hơn 20 cm. Là một mét rưỡi thôi. Chân đế ghê không? Đều rang. À. Mấy con này khủng lắm quý vị. Mấy con này bước chân lên mấy chỉ cần bước chân lên thoải mái luôn. Cành to mà, cành to. 60 40 hoành rồi đó. 40 hoành như đâu ít đâu. Dạ. Chân gần chờ bá. To. Quá trời. Đấy, dạng mà tung lên lợn mà cái trang trí thế này là ở vườn anh Huy Trung còn nhiều lắm đó quý vị. Đó. Đấy, đây. Bây này là tung lợn không này. Bên này mét 2 nè. Con này mét 2 anh đúng không? Đấy, tay cành này mét 2 nè. Quá trời quá đất. Tay cành của nó nè. Nói về tung thì thôi, ở đây là nhiều lắm quý vị nhá. Đây. Đó, nhìn con tung lợn này. Quá trời luôn. Đây nào này, con bên này lợn nhưng mà con lùn này. À, con này lùn lực. Con này lợn mà lùn. Con này lùn. Chân đế nè. Đấy. Cái đây mấy bữa quý anh chị mình có theo dõi cái cuốn video ở bên khu vườn mới của anh Trung á. À. Cũng có rất nhiều tác phẩm cùng giá trị và to lắm quý vị. Chân đế này, nhìn đã đời ha. Đấy. To bự lắm quý vị nhá. Mà được cái lỗ này nên Trung nuôi cũng hay, nó không bị chảy tuột gì cả. Không, không hề bị chảy tuột. Con này cao lên khoảng tầm 2 mét rưỡi thôi nhỉ. À, tầm 2 mét rưỡi đổ lại, 2 mét 2. 2 mét rưỡi đổ lại thôi. Hoa trời cái tung, quý vị thấy những con tung mà con nào khủng khủng không ạ. Còn bên này thì còn nhiều lắm, bên này thì bao la tung lớn luôn này. Đây. Anh chị mình có thể thấy đây. Khiếp hồn mà. Đây, những con tung này.
Nói chung là mấy con này thì con nào người trên mệt hết rồi. Trên hết, mấy dòng này phải mét mét 2 hết. Dạ. Mệt mấy hình không quý vị? Đây. Đó, những con tung lợi như thế này, nếu như mà mình ví dụ có cái dự án nào mà mình muốn mua tung và số lượng nó nhiều để về mình trang trí ấy thì tới bên đây chúng mình có nhiều sự lựa chọn hơn đó quý vị. Ừ. Những cái cây mà quay nhào ghê ha. Tay nè. Nuôi biết bao nhiêu đời luôn đấy. Chó bá lừa luôn. Đây những cái quay nhào quý vị. To cỡ vậy mà. Đấy. Còn dài ra phía sau còn nhiều lắm quý vị ạ. Con này nhìn đã quá ha. Ừ. Đây cái thân thanh long này. Đấy. Con này xong xong cái nhìn nó phóng tránh lắm. Cái thân long tay cạnh như đây. Dạ. Này. Con này xong cái nhìn mới đã. Ừ. Tay cạnh nó đẹp. Đây đây nó cặp nè. Đường cặp luôn hai. Đây. Đây đường cặp luôn. Cặp mà nó đối xứng nhau luôn mới ghế chứ. Tung mà kiếm đường cấp đội xứng như vậy là cũng khó lắm á. Khó. Khó kiếm. Dạ. Tay cân thì có mấy cái đâu cân mà nuôi gần hết theo luôn á. Trời. Cái dàn tay cân này. Đây quý anh chị mình thấy này. Tung nuôi tay cân cỡ này đây. Cổ ngon đi lên này. Bóp hết mà theo luôn này. Còn tí đấy. Xíu à. Đó. Tha hồ mà ngắm nhìn những cái tung lớn như thế này. Đấy. Hình này hai mấy hình luôn, hai mấy ba mấy hình luôn. Cắt giật nuôi cắt giật không nè. À, đa số là từng nhịp cắt giật. Cắt từng nhịp hết. Dạ. Yeah. Quá trời quá đất. Ở phía bên này có mấy con kim cương to nữa anh Trung ạ. Đây có mấy con kim cương to. Cái sáu này này. Đây mấy con tung lớn. Nhiều lắm. Là chúng anh chị mình về đây thì tháo mình ngắm những cái tung lớn. Tung nhỏ thì cũng có nhưng nó ít. Có dịp nào mời anh em trên cả nước có dịp đi ngang cái lẫy Tiền Giang thì ghé vườn mình ngắm nhìn vườn ly trà ngắm cây ha uống trà ngắm cây rồi có giao lưu thì nào được thì giao lưu thôi cái đó thì mình cứ thoải mái với nhau có gì đâu có thoải mái thôi. Đây mày cái tung la hạn ghép kim cương mà cũng được 5-6 năm là cái lợn nữa quý vị này. Đây bên đây cái lợn này hôm nay tầm khoảng 2 mét nè đấy dạ ghép kim cương hết quanh gỡ mét 2 nè đấy hơn gần mét 2 gạp to luôn vì nha to lắm gạp mà gạp lâu rồi đấy. Đây quý anh chị mình thấy cái mắt gạp kim cương mà nó cổ ngọn lên to gần này đây mà gạp lâu lắm rồi đó đấy bên này nghe này bên này còn con này cũng lớn lắm này đúng rồi cái năm bôn thì mình nhìn vậy á quý vị nhưng mà khi mà lên chầu rồi nhìn là chịu không nổi luôn á nhìn là đẹp mấy ly luôn á quý vị cái này thì hiện tại nó năm bôn con nào để làm đẹp hết á này cơ bản cái là ở nhà vườn thì mình đã tuyển chọn trước khi mà đưa về đó quý vị nên là cái nào cũng đẹp đây con này là gần sống rồi này đấy cũng xong rồi đấy đây, con này là cũng gần lên chầu được đây anh Trung ha con đó giờ lên chậu là được rồi đấy dạ yeah. Chậu chơi là ok rồi đó nhìn đã đời luôn á to bữa sơ ý cái nó cháy đó. Bị cháy hả có bị cháy uổng ghê không bữa sơ ý che nắng nó không kịp đó dạ bên đây uổng ghê ha con này hơn cả mét nó chạy uổng ghê đó yeah. To mà nhưng mà cỡ bản tung thì nó chạy nó cuộn lại cuốn nó xám cứng nhưng mà điều vấn đề gì lâu hơi lâu đấy. Với lại nó sẽ mất cái giá trị đó đúng rồi mất giá trị hơn phân nửa đó chứ hơn phân nửa luôn anh đang con này đang nuôi con này lùn nè lùn lực đấy. Con này lùn ha đang nuôi cái cổ nè con này lùn ghê không ừ ồ con này nhìn đã ghê ha đang nuôi cái cổ này mà khoảng lúc nữa mới được dạ được cốt 1, cốt 2 này rồi nè đấy, một cốt 2 cốt không mới sao có luôn giờ yeah. Còn cái cổ ngọn nữa đã ha đang nuôi là hạn ghép kim cương quý vị ha hắn ơi hắn thả lùn lực cái này là chưa bẻ chủ yếu là hàng công trình lớn dạ yeah. Ây
Mà cái này thì dàn cây trang trí này. Cây trang trí, cây công trình. Đấy. Rất nhiều. Quá trời quá đất. Có mày bên khu vực bên này còn mấy cái nhỏ hơn anh Trung hả? Ừ. Cái nhỏ hơn thả đôi rồi. Ừ. Đây. Mấy cái lộc vân thôi đấy, mình trồng phù hòa cho vui thôi. Chủ đào vườn mình vẫn là tùng anh Trung. Vẫn là tùng thôi. Còn đây tùng dạng đổ này. Đẹp. Nhỏ nhỏ. Cái này còn nuôi nhiều. Nuôi lâu. Này còn nuôi nhiều. Nhưng mà có đẹp quá. Có đồ đẹp. Tùng nuôi mấy có rồi cũng tế tài đó. Cái này nuôi một thời gian nữa rồi chia sẻ này. Ở phía sau này còn một số đang nuôi. Ở phía sau này chỉ nuôi thôi. Ở phía sau là nuôi nhiều hả? Nuôi nhiều, kẻ bánh sai lùng liền cũng có đang nuôi, phía sau chủ yếu nuôi. Hàng nhỏ thì cũng có nhiều. Hàng này hàng trang trí. Đấy, hàng trang trí thì anh chị mình có thể mình tìm hiểu những cái dòng cây như thế này. Thả đôi. Xin vườn. Con xí búp đỏ phải không anh Trung hả? Xí búp đỏ. Gừa đó, gừa sống ở đông miền Nam mình đó. Đi xong đúng rồi. Nhưng mà con này là con vàng làm theo cái lối cổ này. Cổ già. À nó già lắm á. Làm theo lối cổ hồi xưa quý vị. Chơi kiểu tang du vậy đó. Ui thôi có gì. Đó. Hàng đó bình thường. Thấy cái vàng tung lợn hôm nay. Đấy, con nuôi còn nhiều. Vàng như cây. Đẹp ha. Ừ. Có mấy cái đường cặp này, cái này bên này thì đường cặp. Đấy. Nhìn vậy mát thuần hơn không các quý vị nhé. Ừ. Cái mát thuần hơn không á. Ủa anh Trung, bên này em thấy có một cái gì mà nó chu chu hay vậy đó. Cái này này. Nó nú hay vậy đó. Ờ không, cây cũng cây si á. Si đó, si búp trắng, si đọc trắng. Si trắng nhưng mà nó nú ghê ha. Cái loại đó nó nú. Trời ơi, nó nú cục lên mà nó mọc mâm luôn quý vị này. Cái này nó bị đột biến, ung thư. Ung thư đột biến. Gần đi rồi đó, gần chết. Trời, nó nú này. Đôi lúc này là sở thích của mọi người, nhưng mà thực tế là giờ mình không biết gọi là đột biến hay là nó bị bệnh nữa. Ờ, không biết nó sao. Đây, dạng tung nhỏ thì cũng có. Tung nhỏ nhưng mà nuôi cột tay, cột chi ghê lắm quý vị nha. Tay gần này, cái đĩa chưa. Nhỏ nhưng nó có vỏ đấy. Tay cần. Tay cần nuôi khủng khiếp, nó gió đều luôn đấy. Đó, anh chị mình có thể thấy sơ những cái tung như thế này. Đây là những cái nhỏ thôi. Đó, mấy cái nhỏ như thế này. Đây nhỏ thì... ở trong vườn thôi chứ so đối với người ta là to lắm rồi anh. Cái bầy này tung lùn anh Trung à, mình đang nuôi này. Cái này lùn lực nè, đang nuôi cái đám này đã lùn 5-60 phân thôi. Đang, yeah. Đang nuôi đám này lùn lùn nè. Đám này là lùn. Đám này đang nuôi. Dạ. Yeah. Hàng vàng, hàng lùn quý vị ạ. Lùn. Lùn liền. Mấy chục cây á. Này, khu vực này là nuôi dạng lùn nè. Làm cái này ở sau thì vườn ươm thôi, mình nuôi đang ươm cho nó. Dạ. Đang nuôi cành nhánh thôi. Còn có này cái thành phẩm đấy này. Ừ, có một hai cây này đang thành phẩm nè. Gần nhưng mà chưa. Đấy. Cũng còn phải nuôi nữa ha. Ừ, còn phải nuôi tí nữa. Ừ. Nếu phóm tăng rồi cả thứ nó ra phóm hết rồi. Con này cũng to lắm ạ. À. Anh 80. Mình 80. Ừ. Thân lắc để lết. Đây. Này nhìn tế lắm quý vị nhá. Tế. Đây lên cổ ngon nè. Tay cân. Phải nuôi thêm nữa. Còn nuôi lâu. Ủa mày cái giống như cái Đài Loan này là cái nhập anh Trung hả? À, cái dùng Đài Loan nó nhập á. Hàng đó hàng nhập của Đài Loan về đợt trước. Về mình đem về mình mới ấy làm ra để rồi mình nuôi lại thêm cạnh nữa. Dạ. Còn mày con này mà có hô gà cói đô gà thử ở bên thả. To lắm nha. Nuôi thêm cạnh lên nữa. Ô con này có được mét hoành không vậy anh? Em tuổi to dữ. Cỡ mét hoành hả? Cỡ đó ơi, cỡ 80 ấy, cỡ 90 mét thôi. To lắm quý vị. Này. Ghê. Con này đẹp lắm ạ. Hàng này hàng nhập khẩu quý vị. 890 mét nó bay ra, thì còn bay ra này.
còn đây giờ cũng nói về chứ mà cũng nhiều tiền lắm anh Trung ha. Hàng nhập à, nó hơi mắc tiền tí. Hơi mắc tiền. Đây, anh chị có thể thấy tổng thể này. Con này có hô cả coi cho nó bay ra đẹp lắm nha. Vươn nó tới ngoài này cơ mà. Vươn ra. Còn khu vực bên sau này thì cây ương nhiều. Bên này có một số cây nguyên liệu to nè. À, cái này đang nuôi thôi, cái này cũng không mấy, cái này quanh cũng mét mốt mét hai, cành nhánh to hết rồi. Dạ. Nhưng mình đang nuôi đấy. Cây nguyên liệu nhưng mà nuôi cũng được 67% chẳng đường thôi. Ở 60% rồi đó chứ nè. Cành nó ui cột cành chào bả như thế này như bắp đuôi như mày cơ mà. Cành to ở đây chứ, tại mình nuôi. Mình đang muốn nuôi thêm nữa chứ còn cột cành như bắp đuôi mà. Cành ngọn rồi có đủ hết rồi. Trời trời. Vậy mình đang còn nuôi vậy ơi. Cột cành như bắp đùi luôn. Đây. Ở trên thì mình nhìn cũng không thấy rõ hết quý vị ạ. Quay chia sẻ mấy cái cột cành chính thôi. Còn khi nào cần thì có anh em nào có nhu cầu cần thì mới tới xem tận mắt, tay sờ mắt thấy thôi chứ còn tay sờ mắt thấy thôi chứ còn. Đúng rồi. Cột cành này chồng bá luôn. Chứ còn nuôi đấy, cổ ngọn. Cổ ngọn to như bắp đùi. Cái này thì mình phải tới đây mình đánh giá, mình ngắm nhìn từng ngắm nhìn. Dạ, chứ giờ mình mắt thấy mới được. Đúng rồi. Chứ đâu mà mấy cái này nó cũng khá khá chứ đâu phải đến nổi đâu. Thì là khá tiền á. Lúc mình trao đổi qua điện thoại nó cũng khó hình dung ra nên đúng hả? Đúng rồi. Bên kia cũng tay sợ mắt thấy. Bên kia cũng còn nhiều cây lớn bên kia nữa kìa, khu vực bên kia kìa. Em nghe thôi. Đấy, khu vực bên này hả? Ừ. Đây, bạc ngàn đấy, nó còn những cây công trình sân vườn cao đó, cây sân vườn. Mấy cái tung giống như mấy cái tung Nhật á, chậm bá luôn. Ừ. Quá trời của đất hả? Khu vực trước nữa anh Trung hả? Chắc mình chia sẻ lại khu vực trước là chút xíu nữa đi hả? Để em ngậm chút nữa rồi đấy. Đấy, khu vực trước đi. Ê. Mênh mông. Khi nào anh em có dịp đi ngang qua khu vực cái lầy đi dọc tuyến đường quốc lộ 1A hoặc còn bên cái nhà mới bên miền là bên tuyến đường tránh anh đúng ha? Ờ, tuyến đường tránh còn này tuyến đường quốc lộ 1 cũ nè, quốc lộ 1A đó. Tuyến đường tránh thì cũng vươn bên đó cũng có nhiều cái lớn đó quý vị. Chắc nó cái diện tích nó ngang ngửa vươn bên này quá anh đúng? Ngang ngửa. Ngang ngửa bên này. Cũng 3.000 mét vuông vậy đó. 3.000 mét vuông. À, cỡ đó. Ồ, 3.000 mét vuông toàn tùng không quý vị nhá. Phá hồ anh em mình ngắm luôn á. Tùng. Này, anh em nào có nhu cầu thì cứ về đây ngắm nhìn thưởng thức rồi ngắm nhìn rồi có giao lưu được cái nào thì anh em mình giao lưu nhà vườn với nhau. Dạ. Cơ bản thì khi mà anh em tới vườn thì tất nhiên nó sẽ có cái giá ưu đãi cho anh em hết rồi anh Trung hả? Ờ, thì anh em nào tới vườn thì anh em nào có thiện chí thì mình cũng thiện chí với họ. Dạ. 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 Đúng rồi. Tương đối với nhau để giao lưu mà. Giao lưu trao đổi qua lại thì nó mới giúp cho cái nền tảng cái kiển phong trào cái kiển nó phát triển mình hơn được anh Trung. Đúng rồi, cái kiển cái cảnh của mình nó phát triển hơn. Đây. Đây mấy con này cũng dữ lắm này. Mấy con lớn đó quý vị, đây là mấy con lớn á. Để con này nó nhìn nó hầm hổ ghê ha. Ừ. Để con này khủng thật đấy. Ở dưới nuôi những con tử nữa. Nổi nu lên kìa. Cửa sợi nó cháy miếng. À cháy nó không dễ. Nhưng mà nó đang kéo lại hết rồi. Dạ, đang cuộn mép lại rồi. Ai mà ví dụ đam mê về tùng mà vô đây vô vườn này nhân trúng rồi thì nhìn thấy tha hồ mà ngắm. Tha hồ. Có những cái bông dậy này cũng như vậy gần giao lưu được anh đúng không? Được chứ, cái này mình để vừa trang trí sân vườn rồi vừa anh em nào thích thì mình giao lưu chơi. Dạ. Con giấy, cái này thì chơi hóa. Ừ. Đặc biệt con này bay bay, hôm nay mình phổi làm đôi, làm tiểu cảnh hay lắm anh đúng không? Đúng rồi, làm tiểu cảnh, làm giấy. Dạ. Yeah. Sân vườn, hồ cá rồi. Ừ, làm hồ cá cho nó bay bay ra giữa hồ á. Đúng rồi. Ủa, nó nở hóa ra nở, cái là rực trời luôn. Đấy, có con cặp này to nè. Cặp này to hả? Đường cặp luôn, vì đây bên này cây này. Thân lắc. Bên này cây này này. Là cây lớn. Ừ. Anh chị có nhu cầu mình làm đôi á. Cứ hai cặp một quả đồi lớn hai cặp cây này vô thôi, hai cây này vô nằm hai bên cái đồi thôi. Okay, kiếm thêm một cây chủ đào nữa thôi hả? Vẫn mét mốt mà. Vẫn mét mốt. Ừ. Ok hả? Ừ.
ngắm nhìn đi hết vườn Nguyễn Trung thì còn nhiều lắm, nhưng mà Long cũng quay chi tiết một chút xíu vậy thôi. Gửi cho tài bạn. Đây, thấy không? Quá trời quá đất. Ok, chắc có lẽ mình chia sẻ một chút lừa lừa những cái lệnh quay chia sẻ cho anh chị mình ngắm về thôi anh Trung hả? Rồi ok, nào anh em nào có dịp đi ngang đây thì ghé thăm vườn của mình, mình kính mời. Rồi xin chào anh em, chào anh Long. Dạ ok. Thôi vậy Long cũng chia sẻ lựa chọn một số cái thôi anh chị. Long cũng kết thúc video tại đây. Có gì anh chị mình đi ngang qua thì ghé vườn anh Trung nha. Bây giờ Long xin chào và hẹn gặp lại ạ.